thì tôi cũng nói là không bảo vệ gì được đôi mắt khi mà chúng ta ngồi trên máy tính. Thậm chí nó làm cho mắt chúng ta còn mỏi, còn nhức đầu, còn nặng hơn nữa. Vì sao ạ? Vì chưa đủ các cái chức năng, cái lợi ích bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Thật ra chúng ta thấy nó chỉ là giống như một cái mẫu thôi, còn chưa có tác dụng bảo vệ đôi mắt của chúng ta nhiều.